nào xảy ra bán kết khi U22 Việt Nam đá bại đối thủ láng giềng U22 Campuchia bằng tỷ số 4-0, chính thức giành quyền tham dự trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30. Một trận đấu mà đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo thể hiện đẳng cấp vượt trội, tận dụng các cơ hội được tạo ra để ghi bàn với màn trình diễn tỏa sáng của chân sút Hà Đức Chinh. Vượt qua mọi trở ngại, U22 Việt Nam tiến thẳng vào trận tranh ngôi vô địch với U22 Indonesia. Đây là đối thủ từng thua U22 Việt Nam ở vòng bảng, nhưng chớ xem thường đội bóng xứ Tể kinh nghiệm sau thất bại trước U22 Việt Nam ở vòng ngoài, đội bóng này càng đáng gờm hơn. Trong buổi phát sóng thứ bảy, buổi phát sóng đặc biệt của chương trình Talk Show tranh luận bóng đá SEA Games 30 do báo Người Lao Động tổ chức trước trận chung kết bóng đá nam, quý khán giả sẽ gặp gỡ chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Sương. Có thể nói với cái mục tiêu là giành được cái huy chương vàng môn bóng đá SEA Games lần này tại Philippines, thì đội tuyển U22 Việt Nam đã có một cái quá trình chuẩn bị hết sức là đầy đủ, hết sức là chu đáo và hết sức là chuyên nghiệp. Do đó việc mà đội U22 Việt Nam chúng ta có mặt ở trận chung kết môn bóng đá nam với đội Indonesia không làm cho chúng ta bất ngờ. Bằng với cái bản lĩnh và sự vượt khó của mình thì đội tuyển U22 Việt Nam chúng ta sẽ giành chiến thắng trong trận chung kết. Đây tức là ngày hôm qua thì chúng ta đã có đội tuyển nữ vô địch rồi, thì bây giờ là đội tuyển nam vô địch nữa, thì tôi nghĩ rằng đây sẽ là một cái chiến thắng hoàn hảo cho bóng đá Việt Nam chúng ta tại SEA Games lần này. Cựu danh thủ huấn luyện viên Lưu Ngọc Hùng: thực ra là bóng đá Việt Nam sau những năm gần đây thì phát triển rất là tốt, không chỉ là trong khu vực Đông Nam Á mà ngay cả châu lục họ cũng đều đánh giá bóng đá Việt Nam là vẫn đang trên đà phát triển. Thì bóng đá Việt Nam hay là bóng đá trong cái nội bộ của khu vực Đông Nam Á, rõ ràng là mình với Thái Lan đang tạo một cái thế chân kiềng, một hai trong hai đội mà là xuất sắc nhất. Đồng thời đó những cái đội như là ở dưới như là Brunei, Campuchia hay Lào là một cái top khác. Nữ cổ động viên, sinh viên Bích Ngân: các khách mời sẽ cùng tranh luận về khả năng giành chức vô địch của cả hai đội bóng U22 Việt Nam và U22 Indonesia. Liệu các cầu thủ của huấn luyện viên Park Hang-seo có tái lập chiến thắng vòng bảng, dập tắt tham vọng của đối thủ để lần đầu tiên giành bộ huy chương vàng danh giá? Indonesia, đối thủ không hề dễ chịu, có cách nào khác để khắc chế lối chơi của U22 Việt Nam dù tuyên bố mạnh miệng sẽ giành chiến thắng? Hành trình chinh phục ngôi vô địch SEA Games có thực sự rộng mở với U22 Việt Nam và giấc mơ 60 năm sẽ thành hiện thực với nền bóng đá Việt Nam? Mời quý khán giả đón theo dõi Talk Show tranh luận bóng đá SEA Games 30 trước trận chung kết giữa U22 Việt Nam gặp U22 Indonesia vào lúc 13:30 trên báo điện tử Người Lao Động nld.com.vn và fanpage báo Người Lao Động, cùng bình luận và nhận về những phần quà vô cùng hấp dẫn.